Cái này sẽ hướng dẫn mọi người cách đắp bột này nha. Trước tiên mình sẽ lấy nước, ít bột ít thôi nha, để bột chín mình sẽ bỏ lên, mình sẽ nhấn nhẹ lên cuticle nha. Rồi sau đó mình sẽ dồn bột xuống từ từ, sau đó mình sẽ tháp nhẹ trong cuticle, tháp thiệt nhẹ nha. Sau đó mình sẽ dồn bột ra, không được dồn bột nhiều quá nha, nó sẽ vừa đủ thôi nha. Chố nha, mình sẽ căng chố nè. Hôm nay mình sẽ lấy số 7 nha, số 7 nó hơi nhỏ này, mình sẽ lấy số 8 nha. Lúc mà lấy số mình sẽ in trước này, chỉ lấy nó vừa hay không nha, rồi sau đó mình sẽ cắt xuống này. Bây giờ mình muốn cho nó cong, mình sẽ lấy cái mũi này, mình sẽ đi theo cái đường vòng này. Mình sẽ lấy này. Rồi smile của mình nó được tròn. Nó rất là dễ nha, và rất là sạch nha. Ok. Mình sẽ lấy nước, một chút xíu bột thôi nha, tại mình không cần nhiều. Mình sẽ bỏ lên. Rồi sau đó mình sẽ nhấn về bên góc. Lúc nhấn về bên góc cái cỏ mình phải khô xíu nha, đừng có ướt quá nha. Nếu cỏ mình ướt nó sẽ làm cho bột nó sẽ chảy nha. Nhất là mấy cái móc câu móc nha. Phải đủ bột nha. Rồi mình sẽ tháp đi ra này, một đi ra này. Mình sẽ tháp nhẹ thôi nha. Mình hoàn tất. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó xếp cho nó gọn. Cái này mình không cần phải dùa nhiều luôn nha.